Giang. Bà con và các bạn thân mến, đến năm 2016, người dân tại 40 tỉnh Bắc trên cả nước sẽ có cơ hội được sử dụng Internet miễn phí các thư viện tỉnh, huyện, xã và được giảm 50 cước phí. Truy cập tại điểm bưu điện văn hóa xã tìm kiếm các thông tin hữu ích góp phần cải thiện đời sống kinh tế và văn hóa của mình. Đây là kết quả của việc triển khai dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill and Melinda Gates tài trợ với tổng kinh phí tới 50 triệu USD trong thời gian 5 năm 2011 đến 2016. Ngày 12 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1138 TTG QHQT về việc tiếp nhận và triển khai dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam. Dự án do quỹ Bill and Melinda Gates tài trợ vào được Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Ủy ban Nhân dân 40 tỉnh, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam, Việt Nam Post và